rồi. Đúng không? Khi tụi em học đến variable á, thì các bạn có thắc mắc về là số byte không? Số byte ở đây là gì? Kiểu SHA là gì? Số byte là gì? Được không? Ai có thắc mắc đó Có không? Ừ, rồi. Có ai có thể giải thích được cho thầy không? Lớp mình khi đọc nó phần đó có hiểu không? cái nào thầy bitwise á thầy. Variable á. Variable chúng ta sẽ có rất nhiều cái kiểu như thế này đúng không? Cái kiểu char là một cái kiểu ký tự ha. Và sau khi cái số byte á, tên ở tên kiểu. Tại sao ở đây người ta lại quy ước số byte là gì? Và tại sao những con số này nó lại từ 0 đến 255? Ai có thể giải thích được thầy không? Nghĩa là do Em người giải thích ta được đó thầy. Hả? Giải thích đi, giải thích đi. Ai 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 giải thích được cái giải thích đi. Hay Mình trao là đổi luôn. cái số byte này nó có nghĩa là một cái biến đó nó thuộc cái kiểu dữ liệu, ví dụ như thuộc kiểu dữ liệu SHA thì nó sẽ chiếm một byte trong bộ nhớ. Rồi sao nữa? Tại sao một byte nó lại từ 0 đến 255? Hay là tại vì cái này em chưa biết, em chỉ biết là nó Ok. cái độ lớn của nó là Cứ nói đi, cứ nói đi. Còn không biết có ai biết không? Hay với lại cho em hỏi là nếu cái khoảng dữ liệu từ tới 255 đó là tùy ngôn ngữ của từng quốc gia hay sao vậy? Thì em coi một số cái là ví dụ như của mấy cái nước khác nó xài si thì cái khoảng của nó lớn hơn nhiều lắm này. Không phải kiểu tra thường thường nó đây không phải là từng quốc gia đâu em, mà từng từng cái chương trình, cái compiler mà em đang sử dụng trên máy tính nha, không dính dáng thì tới 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 từng quốc gia hết, không quốc gia hết. Tuy nhiên đó, nó cũng không có được phải không? Để nó không nhắc. Ok. Là tập hai đi, còn cái chi đi ha. Nó có thể từng thuộc thuộc vào hệ điều hành. Nó có thể phụ thuộc vào cái compiler. Compiler là ví dụ như em xài cái loại compiler này á, cái kiểu SHA, kiểu SHA thì chắc chắn là lúc nào nó có 8 bài hết, nhưng cái kiểu mà em hay nhầm lẫn nhất là kiểu INT này nè. Nó có thằng nó định nghĩa là 2 bài, có thằng nó định nghĩa là 4 bài. Nhưng mà kiểu SHA lúc nào cũng có một bài thôi, unsigned SHA một bài thôi. Vậy thì á, thầy hỏi em á, nếu mà kiểu SHA một bài á thì tại sao cái kiểu này á trong cái lecture của mình á mình thấy rằng là nó nói rằng là kiểu SHA nó có thể là trừ 127 đến 127 và unsigned SHA đó từ 0 đến 255. Ở đâu ra 255, ở đâu ra? Thì đó chính là cái bài giảng của ngày hôm nay của thầy. Nó nằm ở chỗ này. Mình sẽ bắt đầu logic là cái computer của mình á, cái con chip của mình nó cũng còn là một cái computer. Ví dụ như cái trên trên tay thầy đây là có một cái con Arduino này nè, một cái con chip mình học là cái con ở trên này luôn à. Đó. Nó giống giống kiểu là họ họ hàng nhà này. Vậy thì á em hãy suy nghĩ nè, cái con chip này cái thực sự nó hiểu là cái gì, cái thực sự nó hiểu là gì, cái thực sự nó hiểu á là tín hiệu điện áp. À, nó chỉ có hiểu được tín hiệu điện áp thôi. Và nó chia ra làm hai cái mức tín hiệu điện áp mà nó có thể hiểu được là 0V và 5V. Nhưng mà con người của chúng ta lại quy ước rằng là ok, không, tôi cho anh là mức 0. 5V có nghĩa là mức cao á, mức trên á, mức cao á và có điện á thì tôi cho anh là mức 1. Từ cái vấn đề mình quy định mức 0, mức 1 này nó dẫn theo rất nhiều cái vấn đề phát sinh thêm.
Nó xin thêm ở chỗ nào? Con người của chúng ta ra ngoài chợ, chúng ta nói rằng là chúng ta muốn mua hàng gì gì đó, chúng ta xài từ này, bán cho tôi, trả cho tôi 10 ngàn. Nhưng máy tính nó hiểu á, số này á là 10000, chứ không phải là số 10 ngàn. Thì chúng ta hiểu. Vì vậy á, nó sẽ chia ra làm liều nhiều cái hệ số. Và trong đó có ba cái hệ số mà các bạn cần phải học trong môn này là thứ nhất là decimal. Decimal là cơ số 10. Cơ số mà chúng ta con người chúng ta hay xài mà chúng ta đi mua sắm thiết bị gì gì đó, đi chợ gì gì đó, trả tiền gì gì đó, cộng trừ nhân chia thì tôi hay xài cơ số 10 lắm. À. Nhưng mà computer á, nó là hiểu là binary. Vậy thì cái binary á, nó chỉ hiểu 0 và 1 thôi em. Nào này. Binary. Từ từ nó viết tắt cái pin. Hiểu 0 và 1 thôi. Và cái một cái thứ hai á, để là nó tóm gọi thằng binary này, nó có một cái cơ số này là cơ số hexa. Cơ số 16. À. Cơ số 10 nhị phân và cơ số 16. Con người chúng ta xài decimal, chúng ta rất quen thuộc về về decimal. À. Nhưng mà máy tính nó là không hiểu, nó quen thuộc với binary hơn. À, như vậy á, cái vấn đề của chúng ta bây giờ là vậy là chúng ta phải phải cho là máy tính nó sao nó hiểu được cái ngôn ngữ của chúng ta muốn con số bao nhiêu. À. Đó. Vậy thì chúng ta phải nắm được cái vấn đề là chúng ta phải chuyển đổi được giữa các cơ số này với nhau. Chuyển đổi được các cơ số này với nhau. Ok không? Rồi, tí nữa thì sẽ dạy các bạn là chúng ta sẽ chuyển đổi như thế nào. Ok. Nhưng cái đầu tiên á thì thầy phân tích về thêm là vậy thì cái cấu hình đơn giản nhất của con chip đó, đó là một bit đây. Trong cái vấn đề một bit này nè, em có thể ghi 0 hoặc ghi 1 vào một cái bit này, nó chỉ có một trạng thái thôi nha. Em có thể ghi 0 và 1 vào một cái bit này, em ghép nhiều cái bit lại với nhau, cụ thể ở đây em ghép 8 cái bit lại với nhau mấy cái này các bạn biết hết rồi, em ghép 8 cái này lại bit lại với nhau thì em có một byte dữ liệu. Ok không? À. Ok. Rồi sau đó bắt đầu một byte dữ liệu là cái bộ nhớ của em. Như vậy á. À một byte xong nó đến cái gì em? 1024 byte. Thì bằng 1 kilobyte. Nhớ không? À 1024 kilobyte thì bằng 1 megabyte. Nhớ không? 1024 megabyte thì bằng 1 gì? 1 gigabyte. Đó là những sau bắt đầu đi lên với cái ngôn ngữ mà bây giờ bạn thấy là bạn đang mua ổ cứng đó. Nó là bao nhiêu? Terabyte. 1 T vài T hoặc là có những cái ổ cứng mà nó trên nữa thầy cũng không biết là cái đơn vị nó là gì nó còn lên nữa. À thì tụi em tự coi tiếp. Vậy thì á Vậy thì cái cốt lõi mà cái bộ nhớ như thế này là gì em? Chính là cái dung lượng cái bộ nhớ của cái ổ cứng của em hoặc là tất cả cái gì đó để nó có chứa được những cái con số cơ bản nhất là 0 1 như thế này. Em dữ liệu của em có thể là phim, có thể là ảnh, nhưng mà lúc em lưu cái bộ nhớ nó chỉ có 0 và 1 thôi. Nó chỉ có 0 và 1 thôi, được mã hóa tất cả là 0 và 1 thôi. Được rồi. Nha. À, vậy thì tiếp tục ha. Cái con chip của chúng ta là một cái con chip mà 8 bit. Như vậy là chip chúng ta là một byte, nhưng mà chúng ta sẽ gọi nó là 8, cấu trúc của nó 8 bit, có nghĩa là cái vùng nhớ của nó là nó được cấu tạo bởi 8 bit một byte. Sau này em gặp những thanh RAM hoặc cái gì có hệ điều hành là thanh RAM được cấu hình 32 bit, 64 bit thì nó có nghĩa là gì? Em sẽ xây dựng như thế này dựa vào cái cơ bản như sau. Là khi nói về một cái cấu trúc á, một byte á, hoặc là bộ vùng nhớ, một cái bộ nhớ á, thì tụi em hãy tưởng tượng như thế này nè. Nó giống như một cái tòa nhà chung cư.
Tại nhà chung cư mà toàn nhà chung cư thì nó có nhiều tầng ấy. Ok. Và trong cái tòa nhà chung cư này nè, mỗi tầng này nè, cái vùng bộ nhớ, cái memory của em nè, nó chia làm 8 phòng. Ok, vậy thì mỗi thằng này nè là gì? Thằng này là gì? Một byte. Đúng không em? Mỗi thằng, mỗi cái tầng đó là một byte. Và mỗi cái phòng này là bây giờ nó chỉ được chứa cái giá trị không. Tôi chỉ có hai cái giá trị thôi, không hoặc là một, tôi nhét vô đây thôi, còn lại là, xin lỗi, không một nhịp nhét vào thôi, tôi không có gì, tôi được nhét hai thằng cùng một lúc nhé. Vậy thì mỗi cái đó nó gọi là từng cái bit, với nhau à. Và mỗi cái bit á, mỗi cái phòng á, thì có phải là em có số thứ tự không, số thứ tự từng phòng đúng không, thì nó cũng đánh bắt đầu số, nó đánh bắt đầu từ phải qua trái à. Không, một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit thì nó đánh từ 0 tới 7. Như vậy là bit thứ 4 nằm ở đây. Như vậy là bit thứ 4 nếu em đếm qua là cái ô thứ 5 đó nha. À, bit thứ 7 là cái ô thứ 8. Ok. Anh em bắt đầu từ 0. Vậy thì á, nếu mà chúng ta có nhiều cái data lên nữa thì mỗi thằng này là nó có một cái address, một cái địa chỉ, một cái vùng nhớ của em đó, nó có một cái địa chỉ à, anh phải chạy vô đó, anh vùng nhớ đó, địa chỉ đó anh lưu lại, giống như cái tòa nhà chung cư đó. Làm sao bây giờ biết được em phòng bao nhiêu, em phải biết em được tầng bao nhiêu đã à, em phải biết em ở tầng bao nhiêu, thứ hai là em ở phòng bao nhiêu, nó có số thứ tự hết. Ok, thì một cái vùng nhớ cơ bản là nó như vậy. Đây là vùng nhớ này, kích thước là 8. Nhưng nếu em cái bộ nhớ em theo một cái cấu trúc khác ấy, thì nó có thể lên cấu trúc 16 bit, thì có nghĩa là nó sẽ double lên hai cái 8 bit với nhau, hoặc là 32 bit nó double lên à, bốn cái xếp chồng cái chung cư, xếp bốn cái tòa nhà xếp chồng lại với nhau như vậy à, mỗi tầng của bên đó bây giờ là 32 bit. Ok, nhưng cái cơ bản nhất ấy, nó sẽ là một byte như thế này. Vậy thì trong cái trường hợp một byte, nó được bị dễ như thế này hả? Từ từ. 5, 6, 7. Bit thứ 7, bit thứ 4, bit thứ 1, bit thứ 0 ha. Một bit thứ 0 rồi qua 7, từ bên phải qua nha. Cái trường hợp đầu tiên á là em đưa tất cả cho cái bit này về không hết. Đúng không? Tất cả là không hết. Rồi thì em sẽ được một cái giá trị, một cái con số à. Trường hợp mà cái bit này nó lớn nhất khi nào em? Nó lớn nhất là khi nào? Em bắt đầu thay đổi là các bit 0101 em thay đổi với nhau á, và đến một lúc nào đó em full luôn, nhét nó đầy luôn. Có nghĩa là tất cả các bit này nó đều có dữ liệu hết. Như vậy nó là 111 hết. Vậy thì thầy đố tụi em á, có bao nhiêu cái trường hợp em làm được điều này? Có rất nhiều trường hợp nha. Vậy thì thầy hỏi em, trong từ này nè, có bao nhiêu trường hợp? Hai mũi tám. Đúng rồi, 2 mũ 8. 2 mũ 8 trường hợp. Đúng không? 2 mũ 8 trường hợp. À, mỗi thằng này là có 2 trường hợp ha. 8 bit lên, 2 mũ 8. 2 mũ 8 á bằng 256. 256 trường hợp. Như vậy á, một byte á thì nó chứa được 256 số. Trong một cái range của nó, một byte có thể biểu diễn được 256 số. Vậy thì á, nó bắt đầu có thể là từ 0 tới 255. Nghĩa là chứa 256 số. Ok. À, 0 255. Vậy đây á chính là số 0 này. Và đây á chính là số 255 này. Số 200, vậy thì em mới thấy vấn đề là à, 255 này tôi biết nè, cái con số này tôi cộng trừ nhân chia hàng ngày tôi biết này, à, đúng rồi, 255 đó là decimal là mình biết, nhưng cái computer nó không biết là 255, bởi vì làm sao tôi biết được số 2 bây giờ,
Tôi chỉ biết 0 và 1 thôi, 0 và 1 thôi. Làm sao tôi biết số 5 bây giờ computer không biết được? Vậy thì cái thứ computer nó biết được là chỗ này nè, là số binary. Binary ở này á, để ghi khác 255 nó ghi chữ 0B. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây là thứ computer biết nè, và số này là số binary. Và hai số này tương đương với nhau nè. Thứ 0118 số 1 á chính là số 255 á. Ok. Vậy nó dẫn tới một điều là chúng ta phải biết được cái cách để chúng ta chuyển đổi các cơ số qua lại lẫn nhau. Ví dụ chúng ta đổi cái số 213 không phải 255 nữa nha. Nó đang ở thế này, có nghĩa nó đang ở decimal. Chúng ta đổi nó qua số nào đó tôi không biết, nhưng số này nằm ở binary. Ok. Vậy thì đổi một cách nào bây giờ? Tụi em có nhớ ngày xưa tụi em được học không? Hồi tụi em học mấy môn công nghệ hoặc là tin học gì đó tụi em được học rồi đúng không? Được học chưa ta? Chuyển trên cái bằng cái calculator trên máy tính này. Rồi. Là dùng cái bảng này, có cái bảng đổi là. Rồi, ok. Vậy thì tiêu hết là đúng rồi. Em bảo em chuyển lên trên này được, đúng. Rõ ràng máy tính nó sinh ra làm cái nhiệm vụ nó giúp đỡ em chuyển nó, nhưng mà bây giờ về bản chất em có hiểu không? Em biết cách chuyển không? Bây giờ không có máy tính em chuyển được không? Giả sử 15 nhân với 24. Em có máy tính em tính ra được là 360. Nhưng không có máy tính em tính được không? Được chứ. Vì vậy thầy không khuyến khích tụi em sửa máy tính nha. Chia cho 2 rồi, chia cho 2 lấy phần dư này. Ừ, đúng rồi. Nếu các bạn nhớ văn bản thì chúng ta bắt đầu như sau à, còn không nhớ. Thế em lấy 213 này nè. Em đem chia cho 2. Ok. Để được bao nhiêu? Bao nhiêu? 1 mười mấy? 16. 16. 100 bao nhiêu? 106 nhân lên 2 106 dư mấy? Dư 1. Dư 1, để 1 ngoài đây. 106 chia cho 2 được nhiêu? 53. 53 dư mấy? Dư 0. Dư 0. 53 chia cho 2 được 26. 26 dư mấy? Dư 1. Dư 1. 26 chia cho 2 được 13. 13 dư mấy? 0. 13 chia cho 2 6. 6. 6 dư 1. Dư 1. 6 chia cho 2 3. Được 3 dư 0. 0. 3 chia cho 2 được 1. Dư 1. Dư 1. 1 chia cho 2. 1 chia cho 2 tới hết chia đúng không? 1 chia cho 2 được 0. Dư. Dư 1. Đúng không em? Alo. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thì cái số binary của em á nó là đây. 0B 11 viết từ dưới lên nha. 0 1 1 2 3 0 1 0 1 0 1 8 số. Nếu nó có 7 số thì thêm nó số 0 vào phía cuối. Ok. Như vậy á, đây chính là số binary của em. Và rõ ràng lúc này thì em có thể là em xài calculator. Lúc này là em nên xài calculator để em đổi 213. 213 em gõ thế này nè, đang xài decimal nè, và đây là binary nè. 1101 0101 computer của em chỉ hiểu cái đó thôi. Ok. Ok không các bạn? Dạ ok thôi. Rồi. Tiếp theo ha. Vậy thì bây giờ computer mình đã đổi được này, và em nhớ nha,
nó có một cái tiếp đầu ngữ, cái prefix ấy, nó gọi là prefix. Không b nó để làm gì? Nó để cho em phân biệt rằng đây là cái một cái con số ở nhị phân, chứ không phải nếu em để là 1101 là em chia ra là em thấy con số này là tầm 11 triệu bao nhiêu đó. Ở con số 10 là không phải. Cái con số thêm ghi giữa không b là cái con số nhị phân. Còn con số 10 em chẳng cần ghi gì cả, em suy ra số bây giờ mình hay xài thôi, không cần phải prefix gì cả. Rồi, thầy lại cho tụi em một ví dụ tiếp theo. Vậy thì thầy cho một cái con số nhị phân 0B 1 0 1 1 0 1 1 1. Em đổi ra cơ số decimal thầy là bao nhiêu? Decimal là bao nhiêu? Cách đổi nhớ không? Có nghĩa là cái cơ số 0B 101 0111 là cái cơ số mà computer nó hiểu, mà tôi muốn biết rằng là con người mình biết là con số đó là bao nhiêu, thì tôi đổi như sau. Rõ ràng á, nó mà nằm ở trong 8 cái bit á, có nghĩa là thế này. Không, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Vậy thì con số này sẽ bằng như sau em. Bằng. Em bắt đầu từ 0 nè. Hệ số của nó là 1. Cái ô này là 1. Nhân 2 mũ 0. Cộng tiếp theo. 1 nhân 2 mũ 1 cộng tiếp theo 1 nhân 2 mũ 2 ở chỗ này rồi, cộng tiếp theo 0 nhân 2 mũ 3 cộng tiếp theo qua đây rồi, 1 nhân 2 mũ 4 cộng tiếp theo 1 nhân 2 mũ 5 cộng 0 nhân 2 mũ 6 cộng 1 nhân với 2 mũ 7. Ok, em nhìn nè, các hệ số này nè chính là các bit em điền vào đó. Đúng không? Rồi, bằng mấy cái hệ có hệ số 0 nhân bao nhiêu mình bỏ hết đi nha. Mình chỉ tính những cái hệ số là 1 thôi. Rồi, 2 mũ 0 bằng mấy? 1. Cộng 2 mũ 1 bằng 2. Cộng 2 mũ 2 bằng 4. Cộng 2 mũ 3 2 mũ 3 bằng 8, nhưng mà nhân với 0 khỏi khe. 2 mũ 4, 16, cộng 2 mũ 5, 32, cộng 2 mũ 7, 100, 28, rồi bằng bao nhiêu? Cái này có em tính giảm được không? Tính đấy nè. 83. Bao nhiêu? 183. 183. Như vậy là con số này là con số 1/3 mà mình hay xài nè. Em muốn check lại. Check lại. Em chuyển qua binary. 10110123 rồi bằng 183. Ok không? Như vậy á, vừa rồi thầy đã chỉ cho các bạn á, tụi em đổi hai cái con số từ nhị phân ra cơ số 10, thì cơ số 10 ngược lại. Ok. Vậy thì chỗ này em quay ngược lại. Như vậy á, cái kiểu tra á, cái kiểu tra á, là cái kiểu như thế này nè. Em khai báo rằng là em chỉ dùng của cái vùng nhớ một byte thôi, hoặc là unsigned char hoặc là signed char gì đó. Vậy thì khi em khai báo một byte như thế này nè, thì cái data của em nó bị giới hạn lại. Nó phải chắc chắn là nó từ 0 đến 2 mũ 8 trừ 1. Như vậy tại sao cái dữ liệu của em nó lại không được từ 0 quá 255? Bởi vì 2 mũ 8 trừ 1 chính là 255 đó. Ok không em? Ok ha. 255 là trong cái trường hợp nào? Trong cái trường hợp này. Xin lỗi, nãy mình không thấy, mình quên bật.
Nha, đây là kiểu tra nè. Có nghĩa là cho vùng phép vùng giới của em là có một byte thôi. Một byte thì nó chạy được 0 đến 28 trừ 1. 28 trừ 1 chính là 255. 256 trừ 1 là 255. 255 là trong cái trường hợp đó em điền đầy đủ tất cả các bit là số 1 hết. Ok không? Đó là 255. Ok. Ok rồi em, vì vậy á mỗi cái data nó có một cái range dữ liệu của nó. Giải thích luôn, hỏi luôn. Tại sao chúng ta phải khai báo biến trong khi tụi em một số đứa học MATLAB rồi. Em có thể khai báo biến em khỏi cần phải khai báo try and sai try gì cả. Vì sao? Vì sao? Tại sao trong C và một số cái ngôn ngữ ngày xưa ấy, gọi là ngày xưa đúng ra đời trước đây ấy, thì nó là cần phải khai báo biến như vậy. Trong khi một số ngôn ngữ mới bây giờ em đã học MATLAB, em học thậm chí là Python nữa. Em không cần làm điều đó. Vì sao em? Vì vì sao có ai biết được vì sao không? Để cái chương trình nó biết là mình dùng kiểu biến kiểu dữ liệu nào đấy. Tại sao MATLAB mình cũng phải nên làm vậy chứ, để nó biết nó xài biến nào chứ. MATLAB không care. Cái MATLAB nó ra sao? Nó có một cái vấn đề. MATLAB nó ra sao? Thì C có cập nhật được cho nó khác đi không? Nó nằm ở mấu chốt ở chỗ này nè. Nó mấu chốt ở chỗ là nó giống như là một ngày á em chỉ được có cho 100.000 tiền ăn thôi, bố mẹ mình cho mình 100.000 tiền ăn thôi. Nhưng như vậy thì cái vấn đề là ăn sáng và ăn trưa bao nhiêu tiền đó mình phải gì? Thì quy hoạch em. Đúng không? Giả sử sáng 20.000, trưa 40.000, tối 40.000. Đúng không? Đúng không? Thầy nói 100.000 là hơi dư giả tí, ví dụ dư giả cho tụi em đi ha. Bây giờ sáng mà có 50, một ngày có 50.000 tiền ăn thôi. Thấy không? Thì có đứa bảo chết rồi, ăn sáng chỉ có được 10.000 thôi. Trưa 20.000, tối 20.000 hết. Nhưng mà một bạn khác một ngày cho 2 triệu tiền ăn. Ví dụ nha. Thì nó không có khe là sáng đó nó xài hết 10.000, 20.000 hay 100.000, nó không có khe cái chuyện đó. Có thể nó ăn sáng 500 ngàn được kệ nó, trưa 500 ngàn được kệ, ăn cả ba bữa 500 ngàn nó vẫn còn là 500 ngàn dư nữa. À như vậy nó dính dáng ở chỗ này là tụi em phải hiểu rằng là trước đây á, cái computer rồi những con computer ra đời á, cái bộ nhớ của nó rất nhỏ, cái bộ nhớ của nó rất là nhỏ nha. Em lại xem cái câu chuyện về cái vùng nhớ này. Có thể là các bạn sinh năm ở đây là thường thường sinh năm 2000 lẻ mấy ta, 2002 à? Em sinh năm bao nhiêu ta? 2001. Tụi em mà nhớ cái này không? Tụi em có biết cái này không? Điểm mềm. Dạ biết thầy, điểm mềm này. À tụi em hồi máy tính tụi em vẫn còn biết cái này đúng không? Là biết hồi nhỏ có thấy. Sau đây vài năm nữa tụi em chỉ cần hỏi là mấy đứa sau này tụi em làm vài tuổi thôi, tụi nó không còn biết cái này nữa đâu, hiểu không? Vì nó đã bị xóa sổ mất rồi. Trước đây á thầy chắc lúc mà tụi em lớn không, tụi em không biết, chắc không xài điểm mềm đâu ha. Ví dụ như 6 tuổi là tụi em lúc đó ít xài điểm mềm lắm rồi. Thì cái điểm mềm này là nó giống như cái USB của mình em. Data mình được lưu trên đây nè. Ví dụ như em đi lên lớp nộp bài cho thầy Hiếu á, hồi đó không có ha, thì em phải lưu vô cái điểm mềm này nè, ha, rồi nộp bài hoặc là copy bài cho nhau, thì em lưu vô cái điểm mềm này. Nhưng mà cái điểm mềm này bao nhiêu em biết không? Mấy trăm mê. 1.44 mê. 1.44 mê. Ha. Có số cái 2 mê, 1.44 mê bây giờ thì làm được cái gì? iPhone bây giờ em cập trầm điện thoại em chụp hình cái là lên 7-8 mê rồi, đúng không? Một cái bức hình của em á, bập một cái là 7-8 mê rồi. Bài nhạc MP3 em lên em loát vài mê rồi.
Cả cái đĩa này chỉ được bài nhạc, chưa được bài nhạc. Có nghĩa là trước đây á, cái lúc cái computer ra đời á, cái bộ nhớ và tất cả mọi thứ nó đang rất là nhỏ, rất là thấp. Cái bộ nhớ nó thấp, vì vậy á, khi bộ nhớ nó thấp á, nó nhỏ á, thì anh phải làm sao? Anh phải phân bố cho nó hợp lý. Anh không thể dùng tràn lan được, giống như thầy nói, nhà mình có điều không có điều kiện, mình chỉ có 50 ngàn ăn cả ngày hoặc là 100 ngàn ăn cả ngày, mình thì mình phải phân bố. Buổi sáng nha, đừng có xài quá 10 ngàn nha. Còn nếu mà buổi sáng xài quá 10 ngàn thì buổi trưa, buổi tối coi chừng là đói đó. Vì vậy trong computer cũng vậy. Ok, anh có quyền khai báo cái biến rất là to. Nhưng nếu như trong trường hợp đó anh không giải quyết hết, anh không xử lý hết, anh không xử lý to như vậy, anh có thể xử lý đến 2 byte, nhưng mà rốt cuộc là anh chỉ đo một cái vấn đề là đo cân nặng thôi, hoặc là đo nhiệt độ thôi, nhiệt trong phòng thôi. Anh có cần phải lên 2 byte không? Bởi vì không, bởi vì nhiệt độ của tôi có thể là từ 0 đến 255 hoặc là trừ 127 đến 127 là đủ rồi. Làm gì có cái nhiệt độ nào mà tôi cần đo lên tới ngàn để tôi cần biến 2 byte, bây giờ tôi không cần cái điều đó. Vậy thì tôi thì cố gắng tôi coi cái range, cái data của tôi bao nhiêu thì tôi sẽ áp dụng cái vấn đề đó. Cân nặng cũng vậy, cân nặng 127 là lâu lâu chắc có mấy cái ông cân nặng 127 kg hoặc là 200 mấy chục ký, làm mình cân đến mức đó. Như vậy á, mình chỉ cần khai báo khi biến 1 byte là được rồi. Ok, và mình đang trong cái trường hợp á, là mình bộ nhớ mình bị giới hạn. Ok, sau này á, bộ nhớ nó lớn rồi, tạo ra computer lớn rồi. Em thấy một cái USB mà cái thời tôi xài là 128 MB, sau cái đĩa này là 128 MB, sau đó em đến bây giờ là USB mấy gì 8 GB hoặc 32 GB nhiều hơn nữa. Ok, thì khi data em thoải mái rồi á, thì các phần mềm sau này như MATLAB gì gì nó viết chủ yếu là trên computer, và computer bộ nhớ của chúng ta quá lớn rồi, nó không có care cái vấn đề này quá nhiều nữa. Tuy nhiên á, có một thứ rất là dở nữa là cái con chip của chúng ta này nè. Đó, cái bộ nhớ con này rất là nhỏ em. Con này bộ nhớ, ví dụ như con này Atomega 32 đi, thì bộ nhớ của nó đâu đó chỉ có 32 KB thôi. Em biết 32 KB nó lớn đến chừng nào không? Đây, mỗi cái này là 1 byte, em xếp nó thành 1024 tầng thì em có 1 KB. Như vậy em lấy 1024 tầng em nhân với 32 nữa là đó chính là cái vùng bộ nhớ của em. Ok, đó là lý do tại sao mà khi trong lập trình C em phải biết được cái biến, em phải nắm được cái vấn đề là mình phải dự đoán coi cái biến nó chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu để mình khai báo cái dung lượng của nó cho hợp lý. Bởi vì một lý do bộ cứng bị giới hạn. Ok, cái tiếp theo. Rồi, cái tiếp theo. Bây giờ á, các bạn thử coi cái vấn đề là làm thế nào mà chúng ta hồi nãy chúng ta vừa đổi đồ decimal qua binary. Vậy thì còn một cái cơ số nữa, cơ số hexa. Tại sao mình lại cần cơ số hexa? Bởi vì em thấy em cứ ghi 0101 á, đôi khi em bị nhầm lẫn rất là lớn. Vậy thì cơ số hexa nó cho phép em ghi ngắn gọn lại. Hexa là sao? Hexa là cơ số 16. Nó đều định nghĩa như thế này em. Trong cái số 10, trong cái số 10 của em ấy, em đánh từ 0 này đến 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13, 14, 15. Thì cái cơ trong cái cơ số hexa nó đánh thế này. 0 vẫn là 0, 1 vẫn là 1, 9 vẫn là 9, 10 là A, 11 là B, 12 là C, 13 là D, 14 là E, 15 là F. Vậy từ đây đến đây là 16 số. Ok, vậy thì làm sao đổi được? Em coi cái con số vừa rồi của em là 0B10110111. Cái cách đổi là như thế này. Em chia đôi ra. Số bên này cơ số 10 bằng bao nhiêu? Số bên này em đổi cơ số 10 là bao nhiêu?
là em nhìn em tính nhanh nha, 2 mũ 0 cộng với 2 mũ 1 cộng với 2 mũ 2, 2 mũ 0 là 1 cộng với 2 mũ 1 là 2, 1 cộng với 2 mũ 2 là 4. Vậy con số này là mấy? 7. 7 ở cơ số nhị, cơ số 10 chính là 7 ở cơ số bên này luôn. Còn bên này thì sao? Bên này nè, 2 mũ 0 cộng với 2 mũ 1 là 3 đó. Cộng với 2 mũ, mũ kia 2 mũ 3 là 8. 3 cộng với 8 11. 11 là B. 11. Xin lỗi, 11. 11 chính là B. Cơ số 16, 11 chính là B. Vậy thì em có một cái số là số B7. B7. 0 1 0 1 1 0 1 1 1 chính là B7. À, và để muốn cho nó phân biệt với những cái số còn lại, nó cũng có một cái prefix, nó đi là 0x B7. Ok, 0x B7. Ok ha. Vậy thì cái bây giờ là sẽ là cái bài tập mà các bạn sẽ phải làm để đổi các cơ số sau. Thứ nhất, thầy sẽ cho cái các bạn là cái cơ số nghị phân, và bạn đổi nó cơ số 10, và sau đó bạn đổi nó cơ số 16 cho thầy. 0B 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2, 0B 0 0 0 0 1 1 1 1, 3. Số 5, 0B 1 0 1 0 1 0 1 0. Rồi, số 6, 0B 1 1 1 1 0 0 0 0. Ok, số 7 là 1 0 1 1 0 0 0 0. Số 8 là 1 0 B 1 1 1 1 0 1 1 1. Số 10 là 0 B 0 1 1 1 0 1 1 1. Số 11 là 0 B 0 1 0 1 0 1 0 1. Số 12 là 0 B 0 0 0 0 1 1 1 1. Ok. Số 13 sẽ là 0B 1 0 0 0 0 0 0 1. Ok. Đó, rồi em đổi cho thầy số 13 cái con số này cho thầy nhé. Từ binary qua decimal và qua hexa. Ok, và đây là cái bài tập cho tôi dạy cho các bạn ha. Và bây giờ các bạn ngồi làm cho thầy ha. 30 phút sau thầy sẽ kiểm tra lại. Ok. Rồi. Ok, ngồi làm đi nha. Chia, có thể chia nhóm nhau ngồi làm cũng được ha. Ok. Rồi 30 phút sau mình start lại nha. Ok. Rồi ok, chào các bạn.